Cái này mình cúng kêu kiếm cúng gì ra, cúng này kêu mình cúng gì ạ? À, thầy cúng cho đòn ở thấp người của mẹ cố à. Ở Đồng Tháp Mười về đây cúng. Bả này nhiều tuổi rồi, chắc cũng tám mấy tuổi ha. Cái xác phải chui. À xác phải mua toàn à bà cố à. Trăm mấy hộ, trăm mười hai là. Con trăm mấy rồi. Trăm mười mấy. Bốn lợi, bốn lợi. Hai trăm. Miền Tây 67 An Giang xin kính chào các cô, chú, bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh tốt của mình. Một ngày mới chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui và số đò may mắn. Phải, à, cái là cái số tàu. À, số tàu đúng rồi. Kẹo lắm rồi. Vừa 10 ngàn. Ai cũng có lọc rồi giờ làm ăn giàu sao. Vừa 10 ngàn. Bắp. Bánh hồng tôm. Bánh tráng Tây Ninh. Đây có đường lối vào chùa giữ xe miễn phí. Chùa giữ xe miễn phí. Đây cảnh mua bán. Quán chài bún mắm, bún riêu hủ tiếu cầm chài. À, bánh phồng, bánh tráng là cũng rất là nhiều. Cà phê cũng có luôn. Trái cây sri lanka. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một địa điểm tham quan du lịch về tâm linh rất là nổi tiếng tại thành phố Bạc Liêu, đó là quán âm Phật Đài Mẹ Đâm Hải, hay còn gọi là giáo hội chùa giáo Việt Hưng Nam, Thiện. Chùa Hưng Thiện, ấp Phú Tầm, xã Hưng Ngoại, Vĩnh Long, Bạc Liêu. Đến với Bạc Liêu, ngoài một địa điểm tham quan về tâm linh các ngọn là nổi tiếng, đó là chùa Quan Âm Phật Đài Mẹ Nam Hải, còn có một ngôi chùa rất là nổi tiếng và tâm linh, đó là chùa Hưng Thiện, hay còn gọi là Mẹ Đâm Hải. Chùa Hưng Thiện Mẹ Đâm Hải nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 8 km, tọa lạc trên một vùng đất hẻo lánh của xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Nơi đây có tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cao 43 m, mà người dân địa phương ở nơi đây gọi là Mẹ Đâm Hải. Nơi đây có tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát mà người dân địa phương nơi đây gọi là Mẹ Đâm Hải, với chiều cao hơn 43 m, là một bức tượng Phật có thể nói là cao nhất tại Bạc Liêu. Từ ngoài con đường lớn, quý khách có thể thấy được tượng Phật Bà màu trắng ngà khổng lồ ở giữa không trung, bao la bạc ngàn màu xanh với ruộng vườn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất là kỳ thú. Về cổng tam quan, khi bước vào cổng tam quan của ngôi chùa, quý khách sẽ nhìn thấy được 32 bức tượng Phật Quan Thế Âm trong tư thế đứng và ngồi. Đây được xem là những ứng thân của Bồ Tát Quan Âm để hóa độ chúng sanh, tạo nên vẻ đẹp rất là ấn tượng trong du khách. Trong mắt du khách của thập phương, chùa Hưng Thiện được xây dựng trong khuôn viên rộng khoảng 2 hectare, nhìn rất là thoáng đãng và sạch sẽ.
trang nghiêm, thanh tịnh và được trồng rất nhiều cây xanh. Tại trung tâm của khu viên chùa là tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát, được ngôi chùa dựng lên trên một bệ đỡ bình hoa sen có độ cao là 10 mét, toàn thân tượng cao là 33 mét. Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát hay còn gọi là Mẹ Đông Hải được thi công kéo dài trong thời gian 5 năm, tức là khoảng năm 2008 đến năm 2013 thì mới hoàn thành. Kinh phí xây dựng do Phật tử cùng với các mạnh thường quân đóng góp. Phía trên trang đế là một sàn bê tông hình lục giác có đường kính là 29 mét, và để lên tới trang đài sen, du khách sẽ phải bước qua 52 bậc thang. Khi vào tới khuôn viên chùa, quý khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước sự khổng lồ của bức tượng này. Có thể nói đây là một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát được chạm chỗ rất là công phu và rất là đẹp mắt. Bức tượng có hình dáng Phật Bà với một tay cầm lọ nước thần, một tay cầm kinh niệm chú, với màu trắng chủ đạo và được trang trí viền vàng. Ở những nếp áo, tượng Phật ngự trên tòa sen với những cánh sen lớn màu hồng nhạt. Đến đây, quý khách sẽ cảm nhận được sự bình yên, thư thả toát ra từ khuôn mặt dịu hiền, phúc hậu của Phật Bà. Đặc biệt, bên trong lòng tượng có thiết kế cầu thang để đi từ dưới đất lên tới đỉnh. Tất cả các loại khác vào các thùng
đã được đặt ở xung quanh chúng ta. Trong khi thắp hương và đảnh lễ, xin quý vị hãy cẩn trọng tự giữ gìn hành lý xương che, điện thoại di động, sổ tay của mình để tránh tình trạng bị thất lạc hay móc túi mấy mấy năm hả ta. Xin lưu ý, chùa này mới mấy năm hả? Có đeo những che vàng bạc đá quý, bên kia cũng đang xây một cái an toàn tháo chân điện nữa vậy nè, đang còn trong cái trình xây dựng. Tài sản bị thất lạc hãy lập tức báo ngay cho bảo vệ. Lịch sử hào hùng của ngôi chùa như sau: những người dân sinh sống lâu năm tại đây có kể là rằng vào tháng năm 1860 có bà Ngô Thị Chức, còn gọi là cô Hai, đã lập am tại đây và tu hành. Vào năm 1870 có một người gọi là ông Cả Muôn, ông là người rất là giàu có tại vùng này. Thấy cô Hai tu hành tại am, ông đã hiến hai mẫu đất ở kế cạnh và đồng thời đã bỏ tiền ra để xây dựng ngôi chùa nhỏ bằng gỗ và lập mái bằng ngói và mang tên là chùa Hưng Thiện. Về sau, ông Nguyễn Văn Tĩnh, tức là con của bà Chức, được giao cho trọng trách quản lý ngôi chùa. Hiện nay, ngôi chùa còn lưu lại một đại hồng chung có ghi niên hiệu vua Khải Định thứ 9, tức là năm 1924. Sau đó, ngôi chùa đã được trải qua nhiều đời trụ trì đến nay và đã được nhiều lần trùng tu và sửa chữa. Vào năm 1945, bà Ngô Thị Năm đã chọn nơi đây làm nơi hoạt động cách mạng để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến tổng khởi nghĩa. Vào năm 1945, bà Ngô Thị Năm đã chọn nơi đây làm nơi hoạt động cách mạng để chuẩn bị hưởng ứng cuộc tổng khởi nghĩa vào ngày 23 đầy tháng 8 năm 1945 tại Bạc Liêu. Trong thời gian hoạt động tại chùa, đã có rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh, bị bắt và xử tử. Điều đáng chú ý là có hai liệt sĩ, đó là ông Trần Văn Thu và ông Phan Văn Si, đã được chôn chung vào ngôi bảo tháp tại sân chùa. Qua quá trình hình thành và phát triển hơn 150 năm, với nhiều quá khứ lịch sử hào hùng tại ngôi chùa Hưng Thiện, nay đã trở thành địa điểm du lịch về tâm linh, thu hút rất là đông đảo Phật tử ở gần xa đến tham quan và chiêm bái. Quý khách tham quan ngôi chùa sẽ cảm nhận được không khí bình yên, thanh thản cho riêng mình, đồng thời cũng thỏa lòng tín ngưỡng, cầu nguyện Phật Bà để được hạnh phúc và bình an.